Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, kêu gọi Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bất kể tầm bắn. Theo tờ Washington Post, Đô đốc Bauer cho rằng xung đột vũ trang không có giới hạn về phạm vi, vì vậy Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn ở Nga nếu cần thiết. Ông Bauer nói rằng việc nới lỏng thêm các hạn chế đối với vũ khí phương Tây ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi hậu cần của Nga. Ông cũng kêu gọi phương Tây không nên lo ngại về những đe dọa, lằn danh đỏ của Nga. Trong những tuần gần đây, các nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, các mục tiêu này chủ yếu nằm gần biên giới Nga với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Nga có thể cung cấp vũ khí cho các bên đối đầu với phương Tây, tương tự như cách phương Tây đang hỗ trợ Ukraine. Ông Putin nhắc lại lập trường này trong một bài phát biểu gần đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về sức mạnh hạt nhân đáng gờm của Nga, gấp 3 lần sức mạnh của quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có Mỹ mới sở hữu sức mạnh tương đương, còn châu Âu thì kém xa. Putin khẳng định rằng trong trường hợp nổ ra chiến tranh hạt nhân giữa Nga và các nước châu Âu, Mỹ có thể sẽ đứng ngoài cuộc. Ông bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu Mỹ có sẵn sàng tham chiến với Nga ở cấp độ chiến lược hay không nếu các nước châu Âu bị xóa sổ. Tuy nhiên, Putin cũng cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra, với số thương vong vượt xa cả cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Ông khẳng định rằng Nga không có lý do gì để sử dụng vũ khí hạt nhân vì họ vượt trội hơn đối thủ cả về trang thiết bị và đạn dược. Trong một diễn biến khác, Putin cho biết Nga có thể cân nhắc cung cấp vũ khí cho các đối thủ của phương Tây nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và kêu gọi dùng chúng tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu Nga có thực sự có ý định làm như vậy hay không và khẳng định rằng hiện tại Nga không cung cấp vũ khí cho các đối thủ của phương Tây. Trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự đặc biệt đang diễn ra, Nga đang phải đối mặt với nhiều vòng trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ST, Petersburg, sự chú ý của công chúng đổ dồn không chỉ vào Tổng thống Nga mà còn cả hai nhân vật khác, con gái của ông, Maria Voronova, 39 tuổi, và Katerina Tikhonova, 38 tuổi, đã xuất hiện tại diễn đàn lần thứ 27 này một cách hiếm hoi. Điện Kremlin thường giữ kín thông tin về đời sống gia đình, chưa từng xác nhận công khai rằng ông Vladimir Putin có hai cô con gái. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa họ đã nhiều lần được truyền thông đề cập. Năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã nêu rõ danh tính các con gái của Tổng thống Putin khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với họ vào ngày 6 và 7 tháng 6. Cả hai cô con gái đều xuất hiện tại các phiên hội thảo của diễn đàn trước bài phát biểu của Tổng thống Putin sau đó. Tikhonova, một chuyên gia về công nghệ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quân đội Nga, đã phát biểu tại một hội thảo về vai trò của lĩnh vực quốc phòng trong việc thúc đẩy chủ quyền công nghệ của Nga. Cô nhấn mạnh rằng chủ quyền là nền tảng an ninh của đất nước. Còn Voronova, một nhà nghiên cứu sinh học, đứng đầu một viện di truyền được nhà nước hỗ trợ, cô đã phát biểu tại hội thảo về sự đổi mới trong đa dạng sinh học. Sự xuất hiện công khai của hai cô con gái Tổng thống Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ST, Petersburg đã thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột và lệnh trừng phạt đang diễn ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tại Quốc hội Pháp ở Paris vào ngày 7 tháng 6, so sánh Thế chiến thứ hai với cuộc chiến ở Ukraine. Ông cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đối phó với lực lượng Nga và cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vượt qua nhiều ranh giới đỏ. Biden nhấn mạnh rằng, chúng ta sẽ không bỏ mặc Ukraine, vì nếu làm vậy, Ukraine sẽ bị đánh bại và mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đó. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng Paris và Kiev sẽ ký thỏa thuận về việc Pháp sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu Mirage 2005 cho Ukraine. Ngoài ra, Macron cho hay ông muốn đạt được sự đồng thuận về việc thành lập một liên minh cung cấp huấn luyện viên quân sự cho Ukraine trong những ngày tới. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã chỉ trích tuyên bố của Macron, cáo buộc ông làm gia tăng căng thẳng khắp châu Âu và không có lợi ích gì cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng các bài phát biểu của Macron là cực kỳ khiêu khích, gây căng thẳng trên lục địa và không có lợi ích nào cho một diễn biến tích cực. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Moscow sẽ không ngần ngại trả đũa việc tịch thu tài sản của mình ở phương Tây và có thể đưa ra nhiều biện pháp đối phó về chính trị và kinh tế. Bà Zakharova cũng cho biết NATO đang nỗ lực để sẵn sàng trong nguy cơ đối đầu trực tiếp với liên minh quân sự này. NATO điều chỉnh chiến lược, các căn cứ khổng lồ không thể sống sót khi xung đột với Nga. Trong bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng ở châu Âu, Đức đang thực hiện các bước chuẩn bị trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Theo tạp chí View của Đức, nước này đã dự trữ lúa mì và các loại ngũ cốc khác tại các địa điểm bí mật để đảm bảo nguồn cung lương thực trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra,
Đức cũng đang điều chỉnh chiến lược quân sự để phản ứng với sự mở rộng của NATO về phía đông. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết Đức sẽ không còn là tiền tuyến mà là trung tâm của các lực lượng đồng minh ở châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo các nhà lập pháp rằng nước này cần phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Trước đó, Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer đã chỉ ra rằng Nga có thể mất tới 8 năm để tái thiết lực lượng vũ trang sau cuộc xung đột ở Ukraine. Trong bối cảnh này, Đức cũng đang xem xét mở rộng lực lượng vũ trang và tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Hiện nay, quân đội Đức chỉ có khoảng 181.000 thành viên đang tại ngũ. Tại Trung Đông, chính trường Israel cũng có những biến động khi Bộ trưởng Benny Gantz tuyên bố rút đảng của mình khỏi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Gantz được coi là người có lập trường ôn hòa trong xung đột giữa Israel và Palestine. Mỹ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được các bên chấp thuận, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ đến thăm Gaza vào ngày 10 tháng 6. Đây là lần thứ 8 ông Blinken đến Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra. Nhiệm vụ chính của ông Blinken là vận động cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, nỗ lực này gặp nhiều khó khăn khi Israel tiếp tục tấn công miền Trung và Nam Gaza vào ngày 7 tháng 6, khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng và buộc nhiều người khác phải sơ tán khỏi thành phố Rafah ở phía Nam Gaza. Đây là lần thứ 7 gia đình ông Ali phải di rời để tránh các cuộc không kích của Israel. Liên Hợp Quốc đã lên án tình trạng bạo lực liên miên ở Gaza. Các quốc gia trung gian như Qatar và Ai Cập được Mỹ hậu thuẫn đã cố gắng hòa giải các yêu cầu của Israel và Hamas liên quan đến con tin người Palestine và quyền tiếp cận viện trợ. Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Biden, vẫn chưa có dấu hiệu đột phá nào. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken tới Gaza vào tuần tới sẽ là nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, khả năng thành công của ông vẫn còn bỏ ngỏ khi cả hai bên vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ. NATO thúc đẩy mở rộng phạm vi tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, coi chiến sự không giới hạn về địa lý. Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, kêu gọi Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu hơn, ảnh hưởng đến chuỗi hậu cần của Nga. Phương Tây không nên lo ngại về những lời cảnh báo của Nga về làn danh đỏ. Tổng thống Putin cảnh báo về sức mạnh hạt nhân đáng gờm của Nga, gấp 3 lần quả bom nguyên tử Hiroshima. Ông khẳng định Mỹ có thể sẽ đứng ngoài nếu nổ ra chiến tranh hạt nhân với Nga ở châu Âu. Tuy nhiên, Putin cũng cảnh báo hậu quả thảm khốc của chiến tranh hạt nhân. Ông cũng cho biết Nga có thể cân nhắc cung cấp vũ khí cho các đối thủ phương Tây nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.